quý vị và các bạn lên kênh 24 giờ đồng hồ. Vâng thưa các bạn, lạ mà hay, nói không ai tin, cho nam rừng uống nước luộc đu đủ thu hàng trăm triệu mỗi năm. Nhờ cách làm lạ mà hay là trăm cả nghìn giò lan rừng bằng nước luộc đu đủ, anh Tòng Văn Dinh sinh năm 1983, dân tộc Thái ở bản Là Cài, xã Trường Ly, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La, nhẹ nhàng bỏ túi hơn 300 triệu đồng mỗi năm. Ngay từ khi còn là một cậu bé mới bắt đầu học cấp 2, anh Tòng Văn Dinh ở bản Là Cài, xã Trường Ly đã có sở thích không giống bạn bè cùng trang lứa là thích trèo lên cây đa nghịch và chơi lan rừng. Nhờ tình yêu say mê với lan rừng, đến nay anh Dinh sở hữu cho mình vườn lan rừng lớn nhất Thuận Châu. Chúng tôi tìm đến nhà anh Dinh vào dịp Tết Nguyên đán Canh Tí đang kề cận. Trong khi các gia đình đang tấp nập chuẩn bị Tết, vợ chồng anh Dinh vẫn miệt mài làm giá thể tách cây con để trồng lan rừng. Trao đổi với chúng tôi, anh Tòng Văn Dinh chia sẻ: "Tôi cũng không biết cơ duyên nào lại khiến tôi say mê với cây lan rừng đến vậy. Từ thuở học cấp 2, mấy thằng bạn còn đang mặc quần đá bóng chơi bi dưới tán cây rừng thì tôi lại có sở thích ngắm lan rừng nở trên cây. Hễ nhìn thấy có cây cổ thụ nào mọc lan rừng là tôi tìm mọi cách trèo lên bằng được để hái." Thời gian thấm thoát trôi đi, năm 2009, sau khi tốt nghiệp Đại học Sư phạm Tây Bắc, anh Dinh không chọn nghề lái đò, cầm phấn mà quyết chí làm giàu theo nghề trái tim mách bảo, trồng và chăm sóc lan rừng. Tình yêu, say mê lan rừng đối với tôi đã ngấm vào máu, nhưng vốn liếng và kinh nghiệm trồng còn thiếu. Bởi vậy, khi quyết tâm đầu tư vào nghề này, tôi chỉ trồng 100 giò để làm thử nghiệm. Năm này qua năm khác, đúc rút được kinh nghiệm, tích góp được nhiều vốn liếng, tôi lại mở rộng thêm diện tích và trồng tăng dần số lượng lên, sưu tầm các loại lan rừng, anh Dinh đã chia sẻ. Dẫn chúng tôi ra thăm vườn lan, anh Dinh bảo hiện vườn lan rừng của anh có trên 30 loài lan, các loài như phi điệp tím, hạc vĩ, đùi gà, hoàng thảo vôi, đuôi chồn, tam bảo sắc, với trên 6.000 giò các loại. Loại rẻ nhất giá từ 300.000 đồng đến 1 triệu đồng mỗi giò, loại đắt nhất giá từ 10 triệu đồng đến 20 triệu đồng mỗi giò. Tiết lộ thêm với chúng tôi, anh Dinh bật mí, khâu quan trọng nhất để trồng lan rừng thành công là phòng trừ được bệnh, cung cấp đầy đủ phân bón, nước tưới cho cây. Lan rừng thường bị một số bệnh như bệnh thối nhũn, bệnh vàng lá. Để phòng trừ được loại bệnh này, tôi không dùng thuốc bảo vệ thực vật để phun, mà tôi và mua hàng bao tải lá đu đủ đun với nước khoảng 4-5 tiếng đồng hồ, sau đó để nguội và phun trực tiếp lên vườn lan. Theo anh Dinh, dùng nước đu đủ để phòng trị bệnh cho lan rừng rất vất vả hơn nhiều so với thuốc bảo vệ thực vật, nhưng không ảnh hưởng tới sức khỏe của con người và làm xấu môi trường. Nhờ áp dụng phương pháp lạ mà hay là dùng lá đu đủ đun với nước, hàng nghìn giò lan rừng của anh Dinh sinh trưởng và phát triển rất tốt. Trung bình, mỗi năm anh Dinh xuất bán ra thị trường khoảng 2.000 giò lan rừng các loại, doanh thu mỗi năm đạt từ 900 triệu đồng đến 1 tỷ đồng. Sau khi trừ chi phí cây giống, anh Dinh lời khoảng 300 triệu đồng. Theo lời kể của anh Dinh, trong thời gian tới, anh sẽ tiếp tục học hỏi thêm kinh nghiệm trồng lan rừng, kỹ thuật nhân giống lan rừng và giúp các hộ dân trong bản Nà Cài đam mê nghề lan rừng về giống và kỹ thuật chăm sóc để góp phần nâng cao đời sống dân sinh cho bà con nơi đây. Vâng, thưa các bạn, bản tin của chúng tôi đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Mời các bạn đăng ký để nhận thông tin mới nhất.